chương không một. tuyệt sắc phổ đệ nhất mỹ nữ cầu hoa tươi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cửu châu đại lục thất hùng cùng nổi lên tần hán đường tống nguyên minh thanh bảy nước giả tâm bừng bừng một lòng muốn mưu đoạt thiên hạ đột phá võ đạo đỉnh phong truy tìm đạp phá hư không con đường thanh châu hắc thủy thành nơi này bị vô số người là xưng là bảy mặt kệ khu vực ở cái địa phương này thực lực vi tôn một lời không hợp lên đao binh càng là bình thường có thể thấy được sự tình nhưng ngay cả như vậy nơi này vẫn như cũ bị vô số giang hồ nhân sĩ chỗ truy sùng bởi vì nơi này càng thêm tự do trong thành một tòa sáu tầng khách sạn đứng vững mà lên quan sát toàn bộ hát thủy thành ai cũng không biết cái này tên là túy tiên lâu khách sạn là lúc nào tạo dựng lên chỉ là biết tỉnh lại sau giấc ngủ nó liền đã đứng sừng sững ở đó. Trong lúc nhất thời, Hát Thủy Thành cuồng cuộn sóng ngầm. Ai cũng biết, có thể dạng này lặng yên không một tiếng động thành lập được như thế một cái quy mô khổng lồ khách sạn, tuyệt đối không phải đợi nhàn thế lực có thể làm được. Có phải hay không là Đại Tần quốc? Bảy nước ở trong làm lấy đại tần thần bí nhất khó lường, không ai biết được bọn hắn nội tình. Có người hỏi thăm. Không biết, bất quá đã đối phương làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có hậu tục động tác, có thể đi phái người đến đó tìm hiểu một chút. Vô số người nhìn xem Túy Tiên lâu, tâm tư dị biệt. Mà tại Túy Tiên lâu bên trong, Lâm An chính lười biếng nằm tại một trương trên ghế mây. Trải qua một đêm bình phục, hắn hiện tại đã tiếp nhận thân phận mới của mình. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà xuyên qua đến một cái tổng võ thế giới. Nơi này không chỉ có danh khắp thiên hạ Trương Tam Phong, đọc cô cầu bại cũng có nghĩa bạc vân thiên yến nam thiên yêu nguyệt chi lưu thế giới này võ đạo càng thêm hưng thịnh bảy nước hoàng đế hùng tâm vạn trượng đều có thống nhất thiên hạ chi tâm đọc thuộc lòng các loại tiểu thuyết võ hiệp lâm an trong lúc nhất thời lại cũng có chút cảm xúc bành trướng hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp khai hỏa túy tiên lâu danh khí lâm an cảm thấy nỉ non cái này bây giờ cũng là hắn duy nhất cậy vào chỉ cần có giang hồ hào khách tại túy tiên lâu ở lại, như vậy hắn liền có thể thu hoạch đối phương hết thảy công pháp cho mình dùng. Mà lại trừ cái đó ra, chỉ cần thân trong túy tiên lâu, như vậy hắn chính là vô địch tồn tại. Dù là trong truyền thuyết lão tăng quét rác độc cô cầu bại tới, cũng vô pháp tiếp nhận hắn một chưởng chi lực. Ngay tại Lâm An trầm tư thời điểm, ngoài khách sạn đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó một cái nhìn hững hờ người đi đến, để cho người ta kinh ngạc là, người này lại có bốn đầu lông mày. Lâm An trong lòng giật mình, sẽ không thật là vị kia đi. Một giây sau, một đạo trong suốt khung vuông xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính danh Lục tiểu phụng cảnh giới Tiên thiên hậu kỳ võ công Linh tê nhất chỉ, thiên bản tuyệt học, thải phượng dực, thiên bản khinh công, võ đang trưởng pháp Sự tích Giờ phút này đang điều tra đại thông tiền giấy giả tạo ngân phiếu án. Sở thuộc thế lực. Không nhìn xem giới thiệu, Lâm An Long mày lập tức vẫy một cái. Không nghĩ tới vị này thật là Lục Tiểu Phụng. Nhìn như vậy đến, tại Lục Tiểu Phụng truyền kỳ ở trong phát sinh cố sự, ở cái thế giới này hẳn là đổi thành Hắc Thủy Thành. Bất quá một giây sau, Lâm An thần sắc lập tức biến nhiệt lạc. Linh tê nhất chỉ, thải phượng giật cái này đều là thiên bản tuyệt học a nếu là lục tiểu phụng có thể ở chỗ này ở lại một đêm, mình liền có thể học được hai loại tuyệt học. Nhìn xem lâm an thần sắc, lục tiểu phụng không khỏi sợ run cả người. Hai ngày này hắn đang điều tra tiền giả án sự tình, đột nhiên xuất hiện túy tiên lâu, đương nhiên xuất hiện tại hắn hoài nghi đối tượng ở trong. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này trưởng quỷ có vẻ như nhìn có chút không tốt ham mê. Trong lúc nhất thời, lục tiểu phụng có chút tiếng thối duy gian. Một bên, lâm an trong lòng phi tóc đang suy tư làm sao mới có thể đem lục tiểu phụng lưu lại một giây sau hắn đã có chủ ý mình đọc thuộc lòng các loại tiểu thuyết võ hiệp chính là hắn ngoại trừ túy tiên lâu bên ngoài lớn nhất kim thủ chỉ nếu như đem mình chế tạo thành một cái cao thâm mạc trắc hình tượng như vậy tương lai khẳng định có thể hấp dẫn các lộ cao thủ đi vào bên này hiển nhiên thiên cơ lão nhân như thế một vai không thể thích hợp hơn bảy nước chuyện giang hồ chỉ sợ toàn bộ thiên hạ không có so với mình lại có thế quen thuộc người. Phía sau màn hắc thủ lạc mã. Không đợi lục tiểu phụng mở miệng hỏi thăm, Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong chốc lát, lục tiểu phụng ngay ra một lúc. Lập tức trong đầu phi tóc xoay tròn. Cho đến lúc này, hết thảy manh mối rốt cục tại trong đầu của hắn sâu chuỗi. Trách không được tại mình điều tra thời điểm cái này lạc mã luôn luôn tại giúp trở ngại đầu, nguyên lai like hắn mới thật sự là phía sau màn hắc thủ a bất quá một giây sau lục tiểu phụng sợ hãi bừng tỉnh người này là như thế nào biết đến chưởng quỷ ngươi là thế nào biết chuyện này lục tiểu phụng hỏi thăm bảy quốc chi sự tình không có ta túy tiên lâu không biết lâm an nhàn nhạt trang một cái lớn bức bất quá đối với hắn câu nói này lục tiểu phụng là không có chút nào tín nhiệm dù là liền xem như cái ban dạng này thiên hạ đệ nhất đại ban cũng không dám nói biết rõ bảy quốc chi sự tình. Chớ nói chi là bảy nước ở trong còn có nhiều như vậy ẩn thế cao thủ không có ra đâu. Một giây sau, lục tiểu phụng nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Cái kia không biết bảy quốc chi bên trong, xinh đẹp nhất nữ nhân là cái nào? Lâm An trầm ngâm một lát, lông mày có chút kích động. Kiếp trước đang nhìn những này tiểu thuyết lúc sau, trong lòng của hắn thật đúng là làm qua một phen tương đối. Mà lại cuối cùng còn trong âm thầm tại trên mạng ban bố một cái tuyệt sắc phổ bản danh sách, thâm thụ mọi người tán thành. Tuyệt sắc phổ đệ nhất mỹ nữ, thuộc về đại đường quốc Thu Linh Tố. Lâm An thản nhiên nói. Thu Linh Tố. Tuyệt sắc phổ. Cái này lục tiểu phụng lòng hiếu kỳ trực tiếp bị câu lên, thậm chí đều không đi nghĩ tra án sự tình. Tuyệt sắc phổ là theo cái gì phân chia, trên bản danh sách mấy người khác đâu? Lục tiểu phụng vội vàng hỏi thăm. Tuyệt sắc phổ cùng các phổ bình phán tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là nhất định phải là người trong giang hồ, nếu người thân ở giang hồ, như vậy mới có tư cách tiến vào các bản. Cũng tỉ như cái này tuyệt sắc phổ, như đối phương không phải giang hồ đám người, dù là coi như tại xinh đẹp như hoa, cũng vô pháp vào tới này bản. Là cực kỳ cực. Lục tiểu phụng phản phất tìm được tri kỷ, liên tục gật đầu. Trong mắt hắn, dạng này bản danh sách liền nên dạng này mới đúng. Nếu là trộn lẫn hết thảy người bình thường vậy cũng không tốt, dù sao người trong giang hồ có lẽ còn có phản kháng vốn liếng, nhưng là người bình thường, vậy cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Nhìn thấy Lục Tiểu Phụng đã bị móc lên hào hứng, Lâm An đáy lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng, cái này tuyệt sắc phổ vừa ra, toàn bộ giang hồ đều sẽ chấn động. Kế tiếp, hắn còn muốn thả ra tông sư bản đại tông sư bản cùng các loại cái khác bản danh sách. Hắn tin tưởng, khi đó tuyệt đối sẽ càng thêm náo nhiệt. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.